Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời con sẽ như hoài bóng dáng. Xin chào quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Em tên Lê Phạm Thiên Di, học sinh lớp 5A trường tiểu học 3 thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Mọi người vừa được nghe điệp khúc của bài hát cho ta cảm nhận tình mẫu tử là một tình yêu vô giá. Chúng ta cần biết trân trọng và yêu thương những người thân trong cuộc sống của mình, biết đặt tình cảm và sự hy sinh của họ lên trên hết. Và hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe về tâm trạng của cậu con trai qua câu chuyện "Con đã nhìn thấy cả thế giới" của tuyển tập bài học của thầy trong tủ sách sống đẹp. Câu chuyện như sau. Suốt thời thơ ấu và khi đã khôn lớn, lúc nào tôi cũng xa lánh mẹ tôi. Lý do chính có lẽ là vì mẹ tôi chỉ có một con mắt. Mẹ là chủ đề để các bạn trong lớp châm chọc, chế giễu tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn, học. Một lần, bà đến trường để kiếm tôi khiến tôi phát ngượng. Sao mẹ có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ mẹ đi, ném cho mẹ một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến đi. Hôm sau, một trong những đứa bạn học của tôi la lên: "Ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một con mắt." Tôi xấu hổ muốn độn thổ. Tôi chỉ muốn mẹ biến mất khỏi cuộc đời mình. Ngày hôm đó, đi học về tôi nói thẳng với mẹ: "Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười." Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, lúc ấy tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì tôi tràn đầy giận dữ. Tôi không để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ. Sau đó, tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ và đã có một học bổng đi học ở Singapore. Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là nhà có gia thế. Tôi giấu cô ấy về chuyện bà mẹ của mình, chỉ nói rằng mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những vật chất tiện nghi mà mình có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi ít tiền về biếu mẹ, tự nhủ ấy là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi. Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Lâu rồi mẹ chưa gặp tôi, thậm chí mẹ cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi trông thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, đứa con tôi có đứa hoảng sợ, có đứa cười nhạo. Còn tôi vừa sợ vừa lo vợ tôi biết chuyện, hét lên: "Sao bà dám đến đây làm các cháu sợ thế? Đi khỏi đây ngay." Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ", và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên hệ với mẹ trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã từng làm cho con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã. Bây giờ, mẹ còn tính phá hỏng cuộc sống của con đang có hay sao? Một hôm, tôi nhận được một lá thư từ trường cũ gửi đến tận nhà. Tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm quanh đó nói rằng mẹ tôi đã mất cách đây vài ngày trước, và do không có thân nhân, sở từ thiện xã hội đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi lá thư mẹ để lại cho tôi.
con yêu quý. Nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi biết tin con sắp về trường tham dự buổi họp mặt. Nhưng mẹ sợ mình không thể bước ra khỏi giường và đến đó nhìn con. Mẹ ân hận về việc đã làm cho con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con học ở đây. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và mất đi một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con sống mà chỉ mới một mắt, nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ đang có để bác sĩ có thể thay mắt cho con. Nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Mẹ kiêu hãnh vì con đã nên người. Và mẹ hãnh diện vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng đôi mắt của mẹ. Thay cho mẹ, có lớn hơn cho bằng tình thương yêu con đã trao cho mẹ. Câu chuyện nhấn mạnh giá trị của sự hy sinh là không gì sánh được. Do đó, khi nhận được sự hy sinh của người khác, chúng ta cần biết tôn trọng và không làm mất đi nó. Bản thân có thể chưa hiểu hết tình cảm của người khác dành cho mình, nhưng chúng ta cần biết thấu hiểu và quý trọng tình cảm đó. Câu chuyện của em đến đây xin hết. Em thành thật cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh.